Đó. Mình chào các bạn. Các bạn vừa thấy là con chích cồ trống nó đạp con chích cồ mái. Con chích cồ mình nó đang về ổ, nó sinh sản lại ha các bạn ha. Đây là những lứa con của nó nè. Giờ cái nó chuẩn bị sinh sản lại. Thì có một số bạn điện về hỏi mình phân biệt con trống như thế nào và con mái như thế nào. Thì theo cái dòng chích cồ của mình á thì con mái nó, mình cho các bạn xem con mái nó trước. Về ngoại hình đúng không? Là nó nhỏ hơn, chân nó nhỏ hơn cái con trống và đầu nó cũng nhỏ hơn cái con trống nữa. Nói chung là nó nhỏ hơn cái con trống về ngoại hình. Thì con trống thì nó to hơn cái này, nó sẽ to như thế này. Để mình quay lại gần hơn cho các bạn xem ha. Đối với cái bộ giống chích cồ của mình á thì cái con trống á là cái đầu nó màu trắng. Cái đầu nó có màu bạc bạc như thế này nè. Các bạn thấy không? Con trống nó có độ cái đầu bạc, cái chân nó to, mình nó to, nói chung là nó to hơn á. Đến mùa mà sinh sản thì các bạn thấy nó sẽ đạp con mái, thì con trống đương nhiên nó phải nhảy lên lưng con mái nó đạp rồi. Rồi con mái nó chịu trống, nó sẽ xè cái cánh ra giống như các bạn xem cái đoạn đầu tôi quay cho các bạn xem vậy đó. Đó. Thì cái dòng của mình là con mái cái đầu đen. Thì có những bạn á thì nói là cái con nhiều khi cái con mái nó cũng cái đầu bạc nữa do cái dòng của cái con chích cồ của mình. Thì cái mấy cái dòng kia thì mình chưa biết. Nên mình chỉ nói về cái dòng chích cồ của mình thôi, có cái đầu bạc là con trống. Có một số bạn hỏi mình phân biệt như thế nào đó, đó là cái cách phân biệt của mình. Rồi có những người ta chọn cái đầu như thế nào đó, đầu màu gì đó, thì có những bộ chích cồ đó thì mình cũng chưa có nuôi cái bộ đó, nên mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái bộ đầu bạc với cái đầu đen thôi. Cái con mái này các bạn thấy à, cái đầu nó không có màu bạc giống như con trống, rồi thân hình nó cũng nhỏ hơn con trống nữa đó. Các bạn thấy con chích cồ trống không? Cái đầu đó, đầu con đó là con trống đó, cái đầu nó bạc ha. Mình cho nó đang cho nó sinh sản, nó đang quậy ổ, nó chuẩn bị sinh sản lại các bạn ha. Nó sinh sản được mấy lứa rồi, hai ba lứa rồi đó. Thì có một số bạn hỏi mình con trống con mái như thế nào, thì từ lúc nhỏ chắc có thể mình không phân biệt được, rồi tới lúc nó trưởng thành mình mới phân biệt được. Mình chưa có tìm ra cái cách phân biệt con chích cồ từ nhỏ. Có thể mình đang nghiên cứu, có thể mình phân biệt từ trong trứng, nhưng mà để một vài lần nữa cho các bạn xem ha. Đó là thân hình của con mái, là con trống nè. Thì các bạn thấy cái biểu hiện của con trống mà nó sẽ là khi người lạ lại hoặc là mình lại chuồng, nó sẽ phùng 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 ra, nó xè xè đó. Đó là biểu hiện của con trống. Đó là những cái đặc điểm về mình nhận dạng. Thì con mái thì nó hơi nhát hơn cái con trống một chút. Con mái nó hơi nhát. Con trống thì nó dạng người hơn, nó phùng phùng, có thể là nó cái con mà mình thường từ nhỏ mà mình quen tay với nó có thể là nó phùng xè theo cái kiểu của mình múa đó, gọi là chích múa đó, chích chích múa chích cồ múa múa đó. Rồi nó giữ nhà được như chó vậy, nó cắn người ta, người lạ lại là nó cắn, đặc biệt là trẻ em lại là nó cắn, nó đá dữ lắm đó. Thì cái con này nó cũng là cái loài động vật rất là đẹp. Các bạn nhìn nhìn cái ngoại hình nó rất là đẹp, nuôi giữ nhà rất là ok. Thì mình nuôi cũng được một số lượng rồi. Thì đây là những cái cách phân biệt trống mái của bên mình đó. Thì những bạn nào có cái bộ chích cồ giống như vậy á, thì mình phân biệt giúp mình giúp các bạn phân biệt trống mái như vậy. Thì có những bạn thì nói là có không phải đầu xám, cái đầu nó màu khác nữa, nó hai ba bộ đầu, hai ba bộ màu vậy đó. Thì bên mình á thì nó thuộc cái đầu trắng như thế này. Cái đầu trắng cái giống chích như thế nào đó thì mình cũng chưa nuôi mấy đó, mình chưa gành, mình phân biệt được bao nhiêu đây, mình chia sẻ cho các bạn bao nhiêu đấy ha. Con mái thường nó nhỏ con hơn cái con trống, nó nhỏ hơn, tất cả nó đều nhỏ hết đó. Và trong lúc sinh sản á, nó chuẩn bị nó đẻ, các bạn thấy cái con mà lên ổ nó quậy nhiều nhất á, đó là con trống các bạn ha, chứ không phải là con mái nữa ha. Cái con nào lên ổ nó quậy, ổ nó làm nó quậy dữ lắm, nó phùng phùng xè 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 vậy là thường là con trống nhiều hơn đó các bạn thấy à. Rồi nó lên ổ nó quậy, nó cắn rơm cắn gạ trên đó trước là cái con đó là con trống, và đến sau đó là con mái.
con mái nó lên nó quậy ổ là bắt đầu nó đẻ luôn rồi đó. Thường là con mái nó không có lên quậy ổ trước đâu, cái con trống á, con trống nó ga lăng lắm, nó lên nó quậy ổ rồi có người lạ lạ là nó phùng phùng, nó xè xè vậy đó, rồi nó sẽ người lạ nữa, con nít lạ là nó sẽ cắn luôn, đá luôn, nó dữ lắm, nó lì nó quậy ổ trước. Thì con này cũng đang quậy ổ lại, thì cái bầy lứa con đó, cái bầy con đó này, bạn thấy cái bầy con đó này, hôm nay mình nói với chích cò đi ha, bầy lứa con đó này, bạn thấy không? Để mình lấy mấy cọng năng cho nó ăn. Ồ, mấy bạn quắc cái này sung quá. Bị chích cò nó thích ăn năng các bạn, thích ăn năng. Đây nè, bầy lứa bầy con đó nè, mình thường từ nhỏ đó, mình thường từ nhỏ nên nó rất dạng đó, những con đó đó nó đã đẻ được mấy bầy các bạn nha. Con này đẻ rất dài, năm năm sáu trứng rồi đó. Thì hiện tại bên mình cũng có cung cấp chích cò tơ, chích cò lứa đủ loại cho các bà con. Thì các bạn nào có quan tâm yêu thích chích cò thì các bạn gọi về cái số điện thoại nó hiển thị trên màn hình đó. Chích cò nó rất là thích ăn năng, con cái này nó rất là dạng người các bạn đó. Mình đưa tay là nó phùng 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 vậy đó, chích 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 chích. Các bạn nuôi kiển, nuôi giữ nhà rất là đẹp. Thì đấy, để mình quay qua con trống nó quậy ổ cho các bạn xem. Đó, bạn thấy không? Con trống nó thường lên nó quậy ổ nhiều nhất. Các bạn đừng nghĩ là con mái nó quậy ổ, con trống nó lên nó quậy ổ nhiều nhất. Đó. Nó quậy quá nó xuống nè, để chút nó lên nó quậy cho mình quay lại cho bạn xem nha. Trống là thường nó quậy ổ nhiều nhất, quậy lâu nhất luôn á. Rồi xong rồi đến lượt con mái nó quậy là bắt đầu nó đẻ luôn rồi đó. Đó, thì đây là những đàn chích con của mình ha. Còn cái việc mà bóp trống bóp mái ấy, ở chích thì không chính xác, thằng ở le le rồi đó. Bạn thấy không? Mình đang phát triển thêm, đang xây thêm để mình nuôi những cái con chích này cho nó sinh sản nè. Chích 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 chích. Các bạn có quan tâm thì bấm vào đăng ký kênh.